Alo, alo, chào tất cả anh em quay trở lại với channel của mình anh em nhé. Hôm nay là bắt đầu là thứ sáu anh em ơi. Tôi quan sát vừa check được một cái cầu đi khá đẹp, đặc biệt bên dòng xanh của này cầu cực kỳ vượt luôn là cái đoạn này anh em ạ. Đấy, nó đang chạy một giờ. Dàn có nghĩa là toàn cầu 1-2 thôi. Và đằng trước thì nó đi một dây cầu bệt đúng không? Một cầu bệt nhưng mà nghiêng xỉu. Và đến đây thì bắt đầu là ra cầu 1-2 anh em ơi. Hôm nay thì đang có vốn là khoảng gọi là trong phân đoạn vốn gọi là khoảng 20M. Đấy thì cái cầu này thì tôi sẽ tay đầu thì tôi cứ làm luôn còn tài, à quên con xỉu 25. Với cái dạng 1-2 này thì nó là cầu tủ. Mẹ mày đang sạc pin lại bảo phụ kiện không hỗ trợ là sao nhỉ? Với cái dạng này thì nó là cầu tủ của tôi mẹ rồi. Rất thích sở trường là bắt những cái đoạn mà cầu nó chạy ngắn ngắn như này, rất dễ chơi anh em ạ. Cứ phải đầu xuôi đuôi lọt, húp được tay đầu là ngon. Quá nét luôn anh em ơi, thơm thế nhờ anh em ạ. Đấy, làm cái làm 2M luôn thì còn gì bằng nữa nhỉ. Cầu này thì tôi cứ bám vào tôi theo đến khi mà nó lên 3, riêng hôm nay bắt lên 3 bắt bỏ luôn anh em ạ, không có đu cố làm gì, bắt đúng trong khung 1-2 đâu. Bởi vì lên 3 mà mình vẫn cố bắt thì nó sai bị gãy hai tay, ba tay thông. Khi nó gãy hai tay thông thì chắc chắn là anh em sẽ muốn dí thêm. Gãy 3 lại không muốn dừng và lại dí thêm vào đấy, nên là tốt nhất là với cầu dạng nát thì chúng ta đánh trong khuôn khổ 1-2 thôi là hợp lý nhất. Cũng đang 11B nhỉ. Và 68 game bài thì bây giờ nó thuộc là con game top 1 hiện nay trên thị trường. Về lạp rút con này thì anh em chơi thì anh em biết rồi. Tôi thích là nó phải lạp rút nhanh, bởi vì là nếu mà không xử lý ngay nhiều khi mình lại ngứa ngáy lại vào lại hủy lệnh để chơi tiếp đúng không? Như con Nago 8 là rất là biểu bị tình trạng như vậy. Đấy, nhưng Go 88 thì đợt vừa rồi thì cách đây 6-7 tháng thì nó cũng bán lại cổ phần cho con 68 game bài này, rồi bán lại 50% cổ phần, nên là bây giờ chắc là nó cũng trực thuộc của 68 game bài thôi. Có khi nó bán tất rồi. Ok anh em, tiếp tục theo cầu này. Cứ theo cầu không giàu cũng đủ ăn đúng không? Ở bên MD5 này thì tôi thấy là nó đang kiểu chạy cùng 1-1 đây em này. Rồi thôi, kiểu này không ăn đi ăn cầu nào, áp dụng cả hai luôn anh em ơi. Kinh khủng nhờ, định cả hai luôn. Ai da, à mới gãy bên này một tay là ăn được của nó hai tay, thì mình đã được 3M thì gãy thì còn 25 mà. Thì nếu mà gãy tiếp một con MD5 thì vẫn còn 2M đúng không? Nó gãy thật anh em ạ, thừa đúng một điểm luôn, giống hệt con bên này. Thế là còn 2M thì tay này tôi sẽ đi 1M và dòng xanh tiếp một con xỉu anh em này. Gãy thì vẫn còn 1M đúng không? Đấy, tương tự tôi cũng tiến hành làm 1M bên con MD5. Đấy, ra hai quả cầu nó đang chạy giống nhau, áp dụng đúng luôn, không cóc nhảy linh tinh. Đấy, bú được con rồng xanh rồi anh em ơi. Còn nốt con MD5 này bú được nữa là đẹp này. Rồng xanh vẫn đang chạy cực kỳ mượt đúng không? Quá nét luôn anh em ơi. Chuẩn chưa?
Ấy da. Thôi bây giờ rút về dòng xanh chơi bên một bên thôi anh em ơi. Chơi một bên thôi. Chơi hai bên mà nó gãy tất thì mệt lắm. Con này để tôi vào 3 lít thôi. Rồi gãy một con không vấn đề gì. Đấy, như vậy mã sau thì sẽ phải tăng lên 5 lít thôi. Rồi cứ đi từ từ anh em ạ. Bởi vì nó cũng cờ về cũng chạy khá dài rồi. Nên tôi cũng đang lo ngại là nó sẽ đảo. Đảo thì cũng không vấn đề gì. Ok, ui dồi ôi, gãy rồi anh em ơi. Như vậy là gãy rồi. Đi tiếp một mã nữa nha. Ôi, khả năng là chốt thôi anh em ơi. Ở đây thì đấy, bắt đầu nó lên 3 như này thì bắt đầu là nó sẽ có thể là sẽ gãy cầu này. Lên 3 thì chắc là đã gãy cầu rồi. Đấy, thì nếu mà con này mà anh em đi tiếp thì vẫn đi được một con tài nữa. Đấy, mà nó gãy tiếp ấy thì bắt đầu ra cầu bệt. Lên 4 là ra cầu bệt thì tốt nhất là mình bỏ qua anh em nhé. Đấy, chắc là tôi cũng gọi là chốt cái tầm này là cũng gọi là thấy ổn ok rồi anh em ạ. Có lẽ là thôi nghỉ rồi anh em ơi. Ok, chốt nghỉ nhá. Chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.